Xin chào cả nhà, quay trở lại với chuyên mục Bạn hỏi chuyên gia giải đáp của BB Thanh Mai trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì với mỗi tuần một chủ đề, tuần trước thì chúng ta đã có một cái buổi chia sẻ với bác sĩ về những cái nguyên nhân, những cái lý do tại sao chúng ta bị sạm, nám, đốm và tàn nhang. Thì đến với tuần này, chủ đề của chúng ta sẽ là các giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề điều trị sạm, nám, đốm và tàn nhang. Và để đồng hành với chủ đề ngày hôm nay á, chúng ta sẽ có bác sĩ Trần Mạnh Hồng. Dạ, em chào bác sĩ. Thì bác sĩ sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt cái buổi trò chuyện này và để xoay quanh các vấn đề điều trị nám. Nếu mà các anh chị mình có bất kỳ câu hỏi nào, các anh chị cứ đặt cho bác, bác sẽ trả lời trực tiếp cho các anh chị luôn, các anh chị nhé. Thì bác ơi, lần trước thì mình cũng có chia sẻ về những cái nguyên nhân, những cái lý do mình bị nám là như thế nào rồi. Thì trong cái tuần này bác có thể chia sẻ với các anh chị, cả nhà của BB á, đó là những cái giải pháp nào tối ưu nhất để mình có thể điều trị sạm nám, đốm và tàn nhang một cách hiệu quả nhất ạ. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì BB Thanh Mai cũng rất là mong muốn là có thể cung cấp tới mọi người, các chị em là về các cái phương pháp, các cái giải pháp làm sao mà mình có thể cải thiện được cái vấn đề tình trạng nám và tàn nhang mà rất nhiều chị em phụ nữ ở Việt Nam chúng ta mắc phải, chúng ta gặp rất là nhiều, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái vùng mà nắng nóng nhiều là chúng ta gặp sạm nám rất là nhiều. Thì về nám và tàn nhang thì trong buổi hôm trước chúng ta đã có một cái live stream để chúng ta phân biệt giữa hai cái vấn đề này. Thì tất cả các vấn đề, tức là tàn nhang hay là nám, thì đều là vấn đề sắc tố trên da. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần để chúng ta điều trị thì đầu tiên vẫn là mình cần chống nắng kỹ, thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất mà trước quá trình điều trị. Thì để mà điều trị thì chúng ta cần các cái phương pháp mà chuyên sâu hơn. Thì hiện tại BB Thanh Mai đã triển khai những cái phương pháp mà điều trị mạnh nhất, có hiệu quả nhất mà trong các vấn đề mà điều trị là sạm, nám, tàn nhang, đó là chúng ta dùng kết hợp ba cái phương pháp. Thứ nhất đó là dùng laser. Thì chúng ta dùng laser, đó là laser 1064 để chuyên về điều trị nám và tàn nhang. Thứ hai là chúng ta kết hợp với cái phương pháp đó là PRP, tức là huyết tương giảm tiểu cầu. Thì phương pháp này là chúng ta sử dụng lấy máu tự thân, tách chiết lấy huyết tương giảm tiểu cầu, sau đó chúng ta cấy lên cái vùng da nám để mà làm phục hồi các cái tế bào và cái vùng da này, để làm cho nám mờ đi và mình ức chế các cái tế bào nám. Thứ ba nữa đó là cái phương pháp mà gần đây nhất chúng ta sử dụng, đó là chúng ta đưa các cái loại enzyme, các cái loại vitamin và các cái loại thuốc đặc trị vào cái vùng da nám, tức là mình cấy trực tiếp vào ngay tại cái vị trí chân nám. Làm gì? Chúng ta ức chế các cái tế bào nám, tạo ra sắc tố mới và làm mờ dần cái nám đi. Thì cái phương pháp này có hiệu quả rất là tốt. Theo như bác chia sẻ thì em có thể gom lại chút xíu cho cả nhà mình. Đó là mình cũng có, tại BB có rất nhiều phương pháp về điều trị tối ưu luôn bác ha. Thứ nhất đó là phương pháp laser này. Laser. Rồi kế đến là mình có cái phương pháp BB, đó là cái huyết tương giảm tiểu cầu. Em nghe nói đến cái phương pháp này rất là nhiều. Một ngày nào đó em cũng mong là em sẽ có được cái BB đó để em điều trị cho da mình được sáng hơn, đúng không bác? BB rất là tốt. Dạ đúng rồi, rất là tốt, máu tự thân này. Và cái phương pháp thứ ba đó chính là cái tinh chất để điều trị nám, đặc trị nám. Nghe có vẻ rất là hay luôn. Thì bác có thể chia sẻ với cả nhà mình từng cái phương pháp đó nó khác nhau như thế nào, được không ạ? Thì đầu tiên mình phải nói đến nó là cái phương pháp đó là laser. Thì laser thì đây là một cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn rất là tức là mình sử dụng một cái loại máy laser mà sử dụng bức sóng, đó là 1064. Thì chính cái bức sóng này khi mình đi vào các cái vùng da bị nám sẽ làm phá vỡ các cái hạt sắc tố trên da, thì nó sẽ làm mờ cái nám đi, làm mờ nám đi. Thì mình dùng đó là mình bắn laser trực tiếp lên cái vùng da. Thì cái laser của mình là một trong những cái loại laser chọn lọc, nó khác với một số loại laser khác. Tức là laser thì mình có nhiều loại, tuy nhiên thì laser tại BB Thanh Mai đó là laser chọn lọc trên sắc tố thôi, nó không phải là nó không có xâm lấn, tức là không có hoàn toàn không có bong tróc da, không có làm tổn thương da. Sau khi làm xong là hoàn toàn da mình bình thường và quay lại cuộc sống, quay lại sinh hoạt bình thường mà không có bị tổn thương, không có bị bong tróc da như là một số loại laser khác. Thì có cái tức là cái lợi điểm của cái laser này, tức là đầu tiên nó là an toàn, rất là an toàn, không có xâm lấn. Thứ hai là mình không có cần thời gian nghỉ dưỡng. Và thứ ba là cho cái hiệu quả rất tốt, bởi vì là laser tập trung trực tiếp vào giải quyết cái vấn đề sắc tố, còn hoàn toàn các cái tế bào khác của da không có bị ảnh hưởng gì, chỉ tập trung là phá vỡ các cái hạt sắc tố trên da, tức là làm mờ cái nám. Vậy thì yên tâm rồi nha cả nhà, với lại laser thì nghĩa là sau khi mà các chị làm xong á, về nhà mình không có ai biết mình điều trị không laser, ai biết, đúng hoàn không toàn bác? Không biết.
bởi vì cái biểu hiện trên bề mặt da là mình không có, không có thấy, không có. Dạ, và những cái vết nám đó thì nó sẽ từ từ nó mờ dần đi cho mình, mờ dần đi, không có để lại sẹo hay là không để lại bất kỳ ảnh hưởng gì trên da. Các anh chị mình có thể là sau một ngày làm việc vất vả này, các anh chị có thể ghé BB Thanh Mai vào buổi chiều tối bác ha. Mình đi laser xong thì mình cũng có thể về nhà luôn, mình nghỉ ngơi luôn. Dạ, là mình không có bị vấn đề gì ảnh hưởng thời gian sau này. Cho nên là nếu mà các anh chị mình sắp xếp được thì em nghĩ là cũng rất là tiện. Tại vì BB thì làm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Thì trong khoảng thời gian đó các anh chị mình ban ngày mình cứ đi làm, buổi tối ghé BB làm một cái liệu trình sáng da của cái laser như bác mới chia sẻ, để da mình ngày càng được đẹp hơn các chị nhé. Rồi còn cái liệu trình về BAB thì nó như thế nào bác? À, về phương pháp thứ hai đó là phương pháp PRP. Tức là PRP tức là từ viết tắt của Plasma Rich Platelet, tức là cái này tức là huyết tương dòng tiểu cầu. Thì huyết tương dòng tiểu cầu này là mình sẽ lấy trực tiếp từ máu tự thân, tức là mình sẽ lấy máu sau đó là đưa qua một cái hệ thống tách chiết, lấy ra cái huyết tương dòng tiểu cầu, tức là có một phần bên trong cái máu mình lấy ra thôi. Thì chính cái phần huyết tương dòng tiểu cầu này, cái tác dụng của nó đó là tái tạo da, phục hồi da, làm da khỏe hơn, sáng hơn, mịn màng hơn. Thì tức là vừa nó làm điều trị cái vấn đề nám, thứ hai là vừa làm trẻ hóa da, làm da mịn màng. Nó tức là khi mình đưa cái huyết tương này vào trên da thì da cái cơ thể mình nó sẽ cung cấp nhiều máu nuôi dưỡng hơn, tới vùng da cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn để cho da mình tái tạo. Ở trong tiểu cầu thì bao gồm chứa các cái thành phần, tức là các cái thành phần tăng yếu tố tăng trưởng, thì chính các yếu tố này sẽ kích thích làm cho phục hồi cái vùng da bị nám, làm điều trị vấn đề nám, làm da mình khỏe hơn, và khi đó mình đi các cái laser, các cái phương pháp khác vào nó sẽ tăng cái hiệu quả lên, đúng không bác? Dạ, nếu như vậy thì mình có thể mình đi công nghệ BAB trước đúng không bác, để da mình được khỏe đúng hơn. Rồi. Mình da mình khỏe, mình có rất là nhiều dưỡng chất để nuôi dưỡng đúng da, rồi. Phục hồi da, làm đúng. Da mình nó được sáng đều tông màu hơn. Dạ, nếu vậy thì còn cái phương pháp để em nghe bác nói là mình cấy cái tinh chất điều trị nám á, thì nó như thế nào hả bác? Thì với hai cái phương pháp trên, tức là laser và huyết tương dòng tiểu cầu, đã mình đã có thể giải quyết được những cái vấn đề nám, những cái vấn đề mà cái nám nó nhẹ nhẹ, tức là với trường hợp mà nó không quá là nặng thì mình có thể giải quyết bằng laser và huyết tương dòng tiểu cầu. Còn nếu với những cái trường hợp mà nám nặng hơn, nám chân sâu, các cái tế bào rất là sâu bên dưới, thì laser mình đi tới nó có thể nó không hoàn toàn tới được cái gốc đó, và nó gọi là khá trị, khó trị, kháng trị đó. Thì chính những cái nám đó mình cần phải trực tiếp tác động vào ngay gốc nám, tức là ngay cái chân nám. Thì với cái phương pháp đó là mình đưa dưỡng chất, đưa vitamin, đưa các loại thuốc đặc trị trực tiếp vào cái vùng da bị nám, thì sẽ giúp là giải quyết cái từ gã nám từ tận dưới gốc, từ gốc, đúng rồi, tức là điều trị từ các cái tế bào ở bên dưới để ức chế cho các cái tế bào này nó không tạo ra cái sắc tố mới và điều hòa lại cái hoạt động của các cái tế bào này. Tức là bình thường là cái tế bào hắc tố nó tiết ra nhiều sắc tố thì tạo ra cái nám, thì với cái phương pháp này tức là mình làm điều hòa lại hoạt động của cái tế bào sắc tố, tức là làm cho tế bào sắc tố tạo ra lượng sắc tố vừa phải thôi, thì nó sẽ làm giảm bớt cái nám, điều trị nám rất là tốt, có hiệu quả. Em nghe bác nói về ba cái phương pháp đó, các phương pháp càng ngày càng tăng, em nghe em càng thích. Nghĩa là cái laser thì nó điều trị trên bề mặt da này, đi ngoài cái vấn đề điều trị trên bề mặt da đó, nó còn có cho mình rất là nhiều cái dưỡng chất nữa. Thì ở dưới nữa thì mình còn có cái cấy tinh chất điều trị nám, thì nó hay hơn nữa là nó là ngăn được cái melanin xuất hiện ở trên da mình luôn, đúng không bác? Ba phương pháp này thì phương pháp nào em nghe em cũng thấy thích hết trơn á. Thì có rất là nhiều bạn tham gia với mình trong ngày hôm nay rồi, thì em sẽ đọc các câu hỏi của các bạn để bác có thể chia sẻ liền cho cả nhà mình luôn nhé. Em chào chị Kiều Nga, em chào chị Uyên này, em chào chị Nhím Điệu. Chị Nhím Điệu có một câu hỏi dành cho bác, đó là nám lâu năm thì điều trị bằng phương pháp nào và bao lâu vậy bác sĩ? Với nám bị nám bị lâu năm lâu rồi đúng không? Lâu năm thì nào sẽ là tốt nhất ạ? Với nám lâu năm thì thường là cái nám này là đã xuất phát từ có thể là từ những cái thời gian mà có thể là sinh em bé, hay là những tố thời gian mà bắt đầu là có cái sẽ thay đổi về nội tiết tố, thì cái nám này thường nó là nám gọi là nó sẽ tồn tại, nó rất là khó trị, rất là khó điều trị. Bởi vì những cái nám mà ví dụ như là sau khi sinh xong xuất hiện nám thôi, thì những nám đó có thể là rất là dễ điều trị, nó hết rất là mau. Tuy nhiên những nám mà xuất hiện lâu năm rồi đó thì mình cần phải phối hợp nhiều cái phương pháp. Tức là đầu tiên mình sẽ kết hợp đình đi cái PRP để cho da mình khỏe lên trước đã, khỏe da, làm cho tái tạo da trước. Sau đó thì mình kết hợp đó là mình sử dụng laser, mình chiếu lên những cái vùng nám, và đặc biệt là mình sẽ kết hợp mình
điều trị nám tận gốc, tức là mình tiêm các cái mình đi cấy các cái dưỡng chất, các cái vitamin, các cái thuốc đặc trị nám trực tiếp vào cái vùng da bị nám thì để cho phục hồi, thì mình nên kết hợp vào. Dạ, em cảm ơn bác. Chị Diễm Điệu ơi, giống như bác mới chia sẻ cho mình rồi, tại vì nám của mình bị lâu năm, do đó là mình có thể kết hợp nhiều phương pháp chứ mình không chỉ sử dụng một phương pháp để mình có được cái hiệu quả cao hơn. Nên là bác có chia sẻ mình cũng có thể là mình đi laser để điều trị bên bề mặt da này, mình đi BB để cho da mình tiện khỏe luôn, rồi mình cũng có thể cấy tinh chất điều trị nám để cho cái nám của mình nó được điều trị nhanh hơn. Thì nếu mà chị Diễm Điệu quan tâm tới, chị có thể là để lại số điện thoại cho bên em nhé. Bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị liền luôn. Hoặc là tiện hơn nữa, chị có thể gọi vô tổng đài hotline 1800 6617. Thì đó là hotline tổng đài miễn phí bên em, chị sẽ được giải đáp thắc mắc liền luôn. Và nếu như mà ngày nào đó chị tới được BB Thanh Mai thì bên em sẽ có bác sĩ tư vấn trực tiếp cho mình, tham gia trực tiếp cho mình luôn. Thì chị sẽ có được cái phương pháp điều trị tốt nhất so với cái tình trạng da hiện tại của mình, để có thể cải thiện tốt nhất chị Diễm Điệu nhé. Chị Cao Linh có nói là em qua thì có được bác sĩ thăm khám không ạ? Thì rồi. Chị Cao Linh yên tâm nha, nếu mà chị tới thì chắc chắn là bác sĩ Hồng bên em là sẽ thăm khám trực tiếp cho mình luôn, và sẽ đưa ra cho mình được một cái giải pháp tối ưu nhất về cái tình trạng da hiện tại của mình đó chị Cao Linh. Chị Ngọc Quỳnh, bên mình làm việc đến mấy giờ? Câu này thì em tiện chia sẻ cho mình luôn chị Ngọc Quỳnh nhé. Bên em thì mình làm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Và hiện tại thì mình cũng có hai chi nhánh ở trong thành phố nữa. Đó là ở số 2 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận Nhất này. Và địa chỉ bên em thì đang ở 158A Võ Thị Sáu, ở quận 3. Nên là chị có thể là mình ghé cơ sở nào mình cảm thấy là tiện nhất để mình được bác tham gia trực tiếp cho mình chị nhé. Chị Phan Thu có đặt một câu hỏi, đó là làm xong thì mình có phải kiêng gì không bác? Thì cái này mình nó sẽ đi vào, tức là tùy từ cái phương pháp. Đầu tiên đó là cái phương pháp mà đi laser xong thì hoàn toàn là về mình bình thường, sinh hoạt bình thường, đi làm việc, ăn uống mọi thứ bình thường hết. Thứ hai đó là phương pháp đó là làm PRP, thì trong ngay sau, trong quá trình 24 giờ sau khi mình làm PRP thì mình sẽ không có sử dụng mỹ phẩm được trong 24 giờ, không make up được, nhưng mà sau 24 giờ mình hoàn toàn là quay trở lại bình thường hết. Và có một cái điều thứ ba nữa, đó là có kiêng gì không sau khi mà làm điều trị các cái phương pháp này. Thì thực ra đó, với cái nám, với da mình bị nám, bị tàn nhang, bị sắc tố trên da, thì cái kiêng quan trọng nhất đó là kiêng nắng, mình kỹ năng. Bởi vì là tất cả những trường hợp mà da về nám, về sắc tố, về tàn nhang trên da thì yếu tố tránh nắng là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì nó không phải là tức là mình, tất cả cái yếu tố này nó làm cho cái nám của mình phát triển ngày càng phát triển nhiều hơn, thì cái việc đầu tiên là mình phải cắt cái nguyên nhân để nó tạo ra sắc tố mới, tạo ra nám mới, tạo ra những cái vấn đề lão hóa trên da, thì khi đó mình các biện pháp điều trị nó mới có hiệu quả tốt, mới thật sự là mang đến cái làn da mà nó sáng và điều trị được vấn đề nám có hiệu quả. Dạ, cảm ơn bác. Mong là câu trả lời của bác là mình hài lòng nha chị Thanh Thu. Nghĩa là sau khi mà mình điều trị bằng laser giống như đã có chia sẻ rồi, thì mình hoàn toàn yên tâm là mình không có mất cái thời gian nghỉ dưỡng, có thể đi chơi, đi làm, make up, đi tiệc bình thường hết. Còn đối với lại nếu như mà chị bị nặng hơn thì mình có thể làm phương pháp BB. Thì cái phương pháp này sau khi điều trị á, thì như bác nói là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là mình không nên sử dụng cái mỹ phẩm gì trên da. Đúng rồi, dạ, trong 24 giờ đầu. Dạ đúng rồi, trong khoảng đó thôi. Sau 24 tiếng đồng hồ là mình có thể sinh hoạt lại bình thường, mình có thể sử dụng sữa rửa mặt hoặc là mình có thể make up nhẹ thì nhé. Tuy nhiên là mình hạn chế được thì nó sẽ rất là tốt. Thì hiện tại nếu mà chị Phan Thu mình có nhu cầu, chị có thể để lại số điện thoại cho bên em thì bên em sẽ gọi để chăm sóc mình liền chị Thu nhé. Cảm ơn chị Lan Thu ạ. Em chào chị Hải Anh. Em chào chị Đỗ Lan Hương. Chị có đặt câu hỏi là bác sĩ ơi, nếu như mình kết hợp giữa laser và BAB thì mình có điều trị được không, và hiệu quả của nó có cao hơn nhiều không ạ? Nếu như mình phối hợp được giữa laser và PRP thì nó mang lại cái hiệu quả điều trị nám rất là tốt, có hiệu quả tốt. Thì thường là với những trường hợp nám thì thường mình nên phối hợp như vậy để làm gì? Thứ nhất là PRP để da mình khỏe hơn và tái tạo, làm da đẹp hơn. Thứ hai là khi da khỏe hơn rồi thì cái đó mình điều trị bằng cái việc là laser vào, thì nó sẽ hấp thụ cái tia laser rất là tốt và nó mang lại cái hiệu quả điều trị cho mình, nó tăng lên rất là nhiều so với việc là mình chỉ điều trị bằng laser không. Cảm ơn bác. Chị Lan Hương ơi, chị yên tâm nha, khi mà mình kết hợp được hai phương pháp này thì da mình không những là điều trị được cả về vấn đề sạm nám, đốm tàn nhang, mà da mình còn khỏe hơn nữa, đúng không bác? Khi da mình khỏe thì mình sẽ sáng hơn, hồng hơn. Dạ, nên là chị Lan Hương yên tâm nha, mình có bên BB Thanh Mai thì có rất là nhiều các phương pháp có thể điều trị,
và mình có thể kết hợp được luôn. Thì cái này thì khi mà chị ghé tham gia trực tiếp á, bác sĩ sẽ chia sẻ trực tiếp cho mình là mình nên kết hợp với lại phương pháp nào để mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất. Chị Canada có đặt câu hỏi đó là điều trị nám thì có đau không hả bác sĩ? À, với cái việc điều trị nám thì mình sẽ chia ra là các cái phương pháp. Thứ nhất là làm laser, thì laser thì hầu như là không có đau, trong quá trình làm thì rất là thoải mái. Khi mình làm mình sẽ cảm nhận là cái tia laser nó đi vào trong da, nó sẽ hơi tăng trên da tí xíu, nó gọi là hơi châm chích một chút xíu thôi, hoàn toàn là không có đau mà rất là thoải mái. Thứ hai là khi mình làm PRP, PRP mình cấy dưỡng chất vào trong da thì trong quá trình trước khi làm mình sẽ có ủ tê rồi mình thì trong quá trình mà mình cấy dưỡng chất hầu như là không có cảm nhận được, bởi vì mình sử dụng cái kim, cái gọi là cái dụng cụ mình đưa vào bạn rất là nhẹ nhàng, hầu như là không cảm thấy đau. Dạ, mình yên tâm nha chị Canada, là mình làm bằng laser hoặc là PRP hay là mình cấy tinh chất điều trị nám thì mình cũng không có bị đau đâu. Đây là những cái công nghệ mà mình làm để điều trị, cho nên là chắc chắn là chỉ trong cái, nếu mà có đau đi chăng nữa thì cũng chỉ là trong cái ngưỡng cho phép mà thôi, chứ không có vượt quá cái ngưỡng bởi vì công nghệ làm cho mình sử dụng mà. Nên là mình yên tâm nha chị Kana, mình có thể ghé lại bên em sớm để mình điều trị sớm hơn, bởi vì theo như em biết thì mình điều trị càng sớm cái hiệu quả của nó sẽ càng cao, đúng không bác? Đúng rồi. Khi mình để lâu có thể là mình sẽ phải kết hợp ba liệu trình cùng lúc không chừng, tại vì mình để lâu thì những cái chân nám của mình nó sẽ rất là sâu và nó sẽ lan lớn hơn nữa, thì khi đó mình lại tốn cái thời gian và cái tiền bạc của mình nhiều hơn. Nên là nếu như được chị Kana có thể ghé bên em sớm hơn chị Kana nhé. Chị Lan Hương ơi, chị yên tâm nha, chắc chắn là khi chị tới thì bên em sẽ có bác sĩ thăm khám da trực tiếp cho mình luôn, chia sẻ những cái liệu trình phù hợp nhất với tình trạng da hiện tại của các chị. Bởi vì nám, đốm và tàn nhang không phải là ai cũng giống ai, đúng không bác? Mình đều có cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Do đó là về để kết hợp những cái liệu pháp mà mình điều trị tối ưu á, có chị thì mình chỉ dùng một phương pháp thôi, có chị thì mình phải dùng tới hai hoặc là ba phương pháp nữa. Cho nên là mình yên tâm, mình cứ ghé thì bác bên em sẽ tham gia trực tiếp cho mình, đưa ra được cái phác đồ điều trị nám cho mình là tốt nhất nha chị Lan Hương. Dạ chị Canada ơi, địa chỉ của bên em hiện tại thì đang ở 158A Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, hoặc là mình ở số 2 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận Nhất. Và chị Thu Thủy có hỏi em là ở Hà Nội thì có chi nhánh nào không? Thì chị Thủy ơi, em có một chi nhánh ở ngoài Hà Nội, đó là ở 74 Tô Hiến Thành, ở phường 2 Bà Trưng, ở quận 2 Bà Trưng chị nhé. Cho nên là nếu mà tiện thì chị Thu Thủy mình có thể để lại số điện thoại cho bên em sẽ gọi tới tư vấn cho mình liền và cho mình được một cái địa chỉ chính xác để mình ghé mình thăm khám sớm luôn nha chị Thủy nhé. Thì em cũng đây em có một câu hỏi cuối cùng của chị Lan Hương, đó là chị có hỏi là mỗi mũi thì cách nhau bao lâu và thời gian điều trị thì mất bao nhiêu lâu hả bác? Với đầu tiên chắc là mình câu dễ hơn, đó là là thời gian điều trị bao nhiêu lâu. Thì thường nếu mình đi laser đó thì thường thời gian từ lúc mà tới cho tới lúc mà làm xong thì nó rơi vào chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Làm thì không lâu, nhưng mà mình có các bước khác, ví dụ chăm sóc da, các bạn đi rồi dưỡng chất, rồi các bạn đi chăm sóc mặt nạ này kia thì nó cần nhiều thời gian hơn. Thì bao gồm thì các chị cứ dành khoảng nửa tiếng đồng hồ mình tới chăm sóc da đi laser là được rồi. Còn thứ hai đó là liệu trình bao nhiêu lâu, thì cái này nó sẽ thuộc bao nhiêu lần đó thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng cái da, tùy từng tình trạng da. Ví dụ nám mà nhẹ nhẹ không thôi thì mình có thể là đi thôi là đạt hiệu quả tốt rồi. Còn nếu như một trường hợp mà nám mà chân sâu, nám nặng, nám lâu năm rồi thì cái đó mình cần phải có cái thời gian điều trị nó dài hơn, nhiều điều trị hơn để có hiệu quả tốt nhất. Dạ rồi, em cảm ơn bác. Dạ chị Hương ơi, thì cái tình trạng của mình mỗi người sẽ có một cái mức độ nặng nhẹ khác nhau, do đó là về cái số lần đi thì cũng chắc chắn là sẽ khác nhau, nên khi chị ghé thì bác bên em sẽ thăm khám trực tiếp để biết được mức độ của mình đang ở cái ngưỡng nào để mình có được cái số lần điều trị phù hợp. Chắc là em xin kết thúc cái buổi live stream của mình trong ngày hôm nay. Nếu mà các anh chị mình có bất kỳ thắc mắc nào, các anh chị cứ để lại câu hỏi thì bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình liền nha các anh chị nhé. Cảm ơn bác sĩ nãy giờ đã chia sẻ cho các anh chị nhà mình biết là cái phương pháp tối ưu nhất cho vấn đề điều trị sạm, nám, đốm, tàn nhang nó như thế nào. Thì những cái cách điều trị này nếu như mình ghé đến BB Thanh Mai thì mình sẽ có được cái sự kết hợp tốt nhất để cho các anh chị mình có được một cái làn da đẹp hơn. Thì em xin cảm ơn cả nhà và em chúc cả nhà có một buổi trưa thật là ngon miệng. Bác Hồng với lại em xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái lần livestream sau cả nhà nhé.